Nó đâu rồi, nó đâu rồi. Đây. Ôi giời ơi. Nó nằm ngay đây. Con này là chỉnh cũng phải tương đối nhiều lần. Những cái dòng bé bé này làm khó lắm. Để cho nó lên được thì khó lên lắm. Về bây giờ lại phải tháo ra để tuốt lại lan cho nó. Này là lan chính hơi cứng đúng không? Cho mềm đi tí. Cái giáo của ông như. Ôi giời ơi, tét diều. Này. Đấy, giờ phải thay cái cọc sang bên cọc này đây. Thay sang cái cọc này đây. Đây, gậy bố được cọc. Chán. Đấy, chỉ sửa lại cái cọc lại cái. Ok. Đấy, giờ có sáo ấy rồi. Sau một hồi sửa sang, đã có sáo để chơi. Chắc luôn. Bộ 7 hay bộ 6? 7 thế còn 2 con đâu? 2, 4, 6 đây à? À ừ kia, còn 1 con nhỉ? Chung, trả nốt con đấy vào. Còn tí, cắm nốt rồi. Tí ông ý là 6 của em là chỉ có 6, 6 thôi. What? 6, 7. Là... cắm nốt vào, cắm được mà. Còn tí cắm được. Đấy, nào được một con diều bé là cũng vất vả lắm các bạn nhé. Khổ sở hơn là những con diều to đấy. Kéo nó bung. À nó dối. Con này chắc là lên thôi. Lúc nãy là nó có một quả thì nó hơi nhẹ. Nắc. Giờ là ok rồi. Nó to rồi đấy. Leo cao á? Chỉ cái leo thôi. Đã mất công rồi thôi, chỉnh cho xuống rồi, chỉnh lại leo vậy. À, vẫn được mà. Được rồi, được rồi, cái này lên rồi. Đứng rồi, được. Ok. Người em mình lá mày khỏe. Bao nhiêu công sức để làm ra con diều thì phải cho mọi người nhìn đấy. Sao? Ok các bạn nhá, thế này là lên rồi đấy. Quay tí nữa đi anh. Đứng nữa. Đứng nhờ. Con này đứng mà. Từ. Em cần chứ. Đừng cuống. Đây không? Đá hết đây bên đây này thôi. Nó hơi cao này, nó hơi liệng. Thôi thế này được rồi. Ui, nó mà cứ ở đây con kia thì sao tôi thòng hẳn rồi đấy. Không ai sẽ sông đâu. Đèo cao. À, kia kìa, nhìn thấy có một con dây kìa kìa. Một cái dây cước đang ngay trước mặt nó kìa. Đấy, cắt ngang, bây giờ nó đảo sang bên này cái là dính vào cước luôn. Cước vào dây con carbon luôn. Muốn đánh sát vào đấy là đi xuống dưới này. Hoặc là đi đánh về hẳn về trên này. Phải đánh hẳn về. Đèo cao thì nó lên đứng. Đấy, đang hai con đang vắt vào nhau rồi kìa. Vắt vào nhau rồi kìa. Ôi thế này là lên diều rồi, diều ok rồi các bạn nhá. Lên rồi đấy. Đúng vậy là tưởng không có sáo đâu. Nhưng mà về vót lại cái may quá có cái cọc thủy tinh nên là tút lại mấy cái quả sáo của nó vào. Nên rất thẳng luôn, rất đứng luôn. Ok, video mình tạm dừng thôi các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Đậu rồi đấy. Cho mình xin một đăng ký kênh nhá. Nếu mà thấy video hay hãy like và bình luận video nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Con này nó không đậu. Thẳng tắp luôn. Được rồi. Xem nào.
Đây các bạn nhìn này, dây tắp luôn này, diều dây trên này.